bộ Nikaya của ngài Minh Châu khoảng 4,5 triệu phải không? Thì bây giờ hiện tại bây giờ á, mà kinh Tạng mà xuất bản rộng rãi thì bây giờ chỉ còn có kinh của ngài Minh Châu, thì quý vị có thể thỉnh. Tuy nhiên á, hiện tại bây giờ thì cũng có một vài vị dịch kinh á, mà sáng sáng và tin tưởng, và đặc biệt á, là ví dụ như là của ngài Chánh Thân, bút hiệu Indachanda, thì ngài dịch phải nói là rất là sát và rất là rõ nghĩa. Nếu như mà quý vị có cái lòng á, mà tìm đọc những cái kinh Tạng mà nó sát nghĩa để nghiên cứu á, thì quý vị có thể tìm những cái kinh Tạng của ngài Indachanda, tìm ở trên mạng đi. Chứ còn bây giờ thỉnh thì sư cũng không biết, tại vì ngài cũng không có phát hành rộng rãi như là những cái kinh Tạng của ngài Minh Châu bây giờ. Đó, như bây giờ thì ngài vừa mới dịch cái quyển là Trường Bộ, thì quý vị có thể tìm thỉnh. Và chúng ta qua cái câu hỏi tiếp theo.